Thưa quý vị và các bạn, Nghệ An là tỉnh có thế mạnh về phát triển năng lượng, đặc biệt là thủy điện. Hiện nay, ngoài 7 nhà máy đã hoạt động, còn 11 dự án đang triển khai. Mục đích ý nghĩa của việc đầu tư các nhà máy thủy điện thì đã rõ. Tuy nhiên, nhiều cử tri cho rằng việc quy hoạch các công trình thủy điện hiện nay chưa phù hợp, ảnh hưởng lớn đến đời sống của nhân dân trong vùng quy hoạch như mất đất, mất rừng, môi trường bị xâm hại và nhất là lũ lụt. Vì vậy mà chuyên mục đối thoại với cử tri hôm nay, chúng tôi đã mời đến trường quay ông Phan Thanh Tịnh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng Bộ Tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương Nghệ An để trao đổi làm rõ những vấn đề mà cử tri quan tâm trong phạm vi quản lý của ngành. Thưa quý vị và các bạn, Nghệ An là tỉnh có thế mạnh về phát triển năng lượng, đặc biệt là thủy điện. Hiện nay, ngoài 7 nhà máy đã hoạt động, còn có 11 dự án đang triển khai. Mục đích ý nghĩa của việc đầu tư các nhà máy thủy điện thì đã rõ. Tuy nhiên, nhiều cử tri cho rằng việc quy hoạch các công trình thủy điện hiện nay chưa phù hợp, ảnh hưởng lớn đến đời sống của nhân dân trong vùng quy hoạch thủy điện như mất đất, mất rừng, môi trường bị xâm hại và nhất là lũ lụt. Vì vậy mà chuyên mục đối thoại cử tri hôm nay, chúng tôi đã mời đến trường quay ông Phan Thanh Tịnh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng Bộ Tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương để trao đổi, làm rõ những vấn đề mà cử tri quan tâm trong phạm vi của ngành. Xin chào ông Phan Thanh Tịnh, cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình. Trước hết xin được hỏi ông là quy hoạch tổng thể của thủy điện tỉnh ta hiện nay như thế nào? Xin chào các bạn. Theo quy hoạch đã được duyệt, trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện nay có 44 dự án thủy điện và tổng công suất là 1.368 MW. Trong đó, quy hoạch phát triển điện lực của toàn quốc được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là 682 mê, gồm những cái thủy điện lớn như Bản Vẽ, Hủa Na, Khe Bố, Bản Mông và Thạc Muội. Quy hoạch thủy điện nhỏ của Bộ Công nghiệp trước đây, nay là Bộ Công thương phê duyệt, lại có 151 mê, gồm 18 dự án. Và quy hoạch thủy điện nhỏ của Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt là 153 mê với 19 dự án. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh ta còn có hai cái nơi có tiềm năng phát triển thủy điện lớn, đó là thủy điện Mỹ Lý 250 MW và thủy điện Nậm Mô 1 90 MW đang cho khảo sát. Nhiều cử tri cho rằng là các cái công trình thủy điện bên cạnh những cái lợi ích mang lại thì mặt trái của nó là ảnh hưởng không tốt đến môi trường. Vậy ông nghĩ sao về vấn đề này? Quy hoạch của thủy điện của tỉnh ta hiện nay thì chưa có những cái tiêu cực lớn nhưng vẫn còn nhiều cái tồn tại. Ví dụ, quy hoạch chưa tính đến cái chuyện là khai thác tổng hợp cái nguồn nước và cũng chưa tính đến cái sự khả năng sử dụng nguồn nước ở hạ du. Cái thứ hai, việc mất đất, mất rừng trong quá trình xây dựng thủy điện thì hiện nay chưa có phương án để trồng rừng bù lại những cái diện tích đã mất. Cái thứ ba là quá trình mở đường công vụ và xây dựng nhà máy thì gián tiếp làm cho việc khai thác rừng kiệt quệ hơn, vì trước đây những cái khu vực rừng không có đường vào thì cái lâm sản đang còn, nhưng mà đến khi có đường thủy điện vào thì họ sẽ khai thác một cách bừa bãi. Và cái nữa đó là trong quy hoạch cũng chưa tính đến cái việc tác động của thủy điện đối với môi sinh, môi trường và xã hội. Đây là những cái điểm mà chúng ta cần phải khắc phục trong thời gian sắp tới. Dạ vâng. Theo ông, việc quy hoạch một số lượng cái công trình thủy điện dày đặc ở hệ thống sống thì nó có cái ảnh hưởng như thế nào, và chúng ta có dự định được đến những cái rủi ro, những cái nguy hiểm tiềm ẩn không ạ? Việc quy hoạch thủy điện hiện nay thì không nhiều so với tiềm năng. Và trên một số huyện có cái khả năng thủy điện nhiều, đó là Tương Dương, Quế Phong, thì việc quy hoạch này cũng không nhiều so với tiềm năng, đó là khẳng định. Còn trong quá trình lập dự án thì công tác khảo sát thiết kế là yêu cầu của nhà nước là phải chú ý đến công tác đảm bảo an toàn cho hồ đập. Đấy là một điều kiện bắt buộc, cho nên tôi nghĩ rằng là tại Nghệ An, cái việc mà liên quan đến cái an toàn hồ đập thì chưa xảy ra, và chúng tôi cũng đã biết để có những cái phương hướng khắc phục. Dạ vâng. Theo báo cáo của cái kỳ họp Quốc hội vừa rồi thì là cả nước có đến 65% cái công trình thủy điện chưa có cái quy trình vận hành. Vậy thì ở Nghệ An chúng ta thì sao? Riêng quy trình vận hành hồ nước thì hiện nay tỉnh Nghệ An đã có hai cái thủy điện Bản Vẽ và Hủa Na thì có cái lượng hồ, thì có cái quy trình vận hành đó một cách chú đáo và đã được Ủy ban tỉnh phê duyệt. Và chủ đầu tư hàng năm phải lập cái quy trình vận hành hồ này báo cáo cơ quan chức năng và trình Ủy ban tỉnh phê duyệt hàng năm. Và chúng ta đã đảm bảo được cái việc này. Dạ vâng. Những năm gần đây thì nhiều chuyện liên quan đến mất an toàn ở các cái thủy điện đã xảy ra, khiến dư luận băn khoăn và lo lắng ạ. Đặc biệt là cái vấn đề xả lũ theo quy định. Ông nghĩ sao về cái vấn đề này? Hàng năm cái phương án
để vận hành hồ chứa thì chủ đầu tư phải lập một cái dự án có lường trước đến cả cái phương án xả lũ. Trong cái phương án đó là phải tính đến là khi nào, thời gian nào có khả năng xả lũ, lưu lượng nước xả lũ thế nào, và dự tính đến các cái khu vực ngập lụt và phải sơ tán dân và tài sản, phải tính đến cả cái tính toán đến phương tiện sơ tán dân và những cái hệ thống thông tin liên lạc để thông báo cho người dân trước theo quy định của thông tư 34 của Bộ Công Thương. Tại Nghệ An thì chưa xảy ra cái chuyện này ở các hồ thủy điện. Vâng, trước những cái thực trạng về các cái nguy cơ dẫn đến mất an toàn trong cái việc xả lũ của các cái công trình thủy điện và các cái tác động khác đến môi trường, thì là ngành công thương đã có cái tham mưu như thế nào cho tỉnh trong cái việc quản lý các cái dự án thủy điện để giảm thiểu tối đa các cái tác động xấu đến môi trường và cái đời sống dân sinh trong cái khu vực dự án? Chúng tôi đã tham mưu cho Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân tỉnh đưa ra khỏi cái danh sách các cái dự án tiềm năng của tỉnh theo Bộ Công Thương rút đi là 16 dự án. Và vừa qua tỉnh Nghệ An là đã đưa ra khỏi quy hoạch và rút giấy phép 7 dự án, như là thủy điện Pha Lai, Nậm Pú, Nậm Hạt, sông Công 3, rồi Yên Thắng, Nậm Tị, vân vân. Việc đưa vào ra khỏi quy hoạch thời gian vừa qua là hết 110 MW, chiếm 10% công suất trong quy hoạch. Và chúng tôi cũng đã đề xuất với tỉnh theo mưu là trước khi phê duyệt các dự án thì phải xem xét các cái vấn đề tác động môi sinh, môi trường của từng dự án, những cái diện tích, lượng diện tích mất đi so với công suất của dự án có phù hợp hay không, rồi là xem xét cái khả năng nộp quỹ trồng rừng của từng dự án để có họ được có cái khả năng để trồng lại cái khoảng rừng đã mất. Rồi chúng tôi đang xây dựng một cái quy trình vận hành liên hồ chứa để mục tiêu là chúng ta khai thác tốt và hiệu quả cái nguồn nước và có cái phương án giải quyết nhanh khi ngập lụt hoặc là hạn hán xảy ra. Chúng tôi cũng sẽ tham mưu cho Ủy ban tỉnh thường có phương án thường xuyên quan trắc cái tác động môi trường của các cái khu vực xây dựng nhà máy. Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông đã tham gia chương trình. Chuyên mục Đối thoại với cử tri được thực hiện bởi sự phối hợp giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh với Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Mọi thắc mắc của cử tri xin gửi về địa chỉ đối thoại với cử tri ntv@gmail.com.